Trong tháng 9, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng, nhưng với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 9 nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng khu vực Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng. Cụ thể, từ nay đến ngày 10 tháng 9, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ như sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc, cần nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút.